Chào bạn, tôi là Tệ An. Và đây là radio Tết đủ đầy là Tết bình an. Nếu như bạn đang lắng nghe trong những giây phút này thì quả thật tôi rất biết ơn bạn. Bởi vì bạn đã đang cùng tôi chia sẻ những điều ý nghĩa trong ngày đầu năm mới. Bạn biết đó, Tết đến là dịp để chúng ta có thể dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa, bày biện thật đẹp bàn thờ, gói bánh chưng để dâng cúng, là những bữa tiệc đoàn viên, là những nụ cười, những lời chúc an vui, thành đạt trong năm mới. Tết đôi khi còn có thể là những chuyến du xuân nhẹ nhàng, trong niềm hân hoan của lòng người, của đất trời, của cỏ cây xanh tươi. Và thậm chí mặc dù Tết nay có thể chẳng còn giống Tết xưa nữa, chúng ta vì bệnh dịch, vì nhiều lý do mà bị ngăn cách, mà không thể du xuân, mà không thể đi thăm họ hàng, thì Tết cũng chẳng vì thế mà thiếu đi ý nghĩa. Thậm chí tôi còn cho rằng Tết này chúng ta còn phải làm tốt hơn, còn phải làm mới hơn nữa. Chúng ta không chỉ dọn dẹp nhà cửa mà còn phải quay về để dọn dẹp tâm trí của chính mình. Chúng ta không chỉ trang hoàng bày biện căn phòng của mình, mà chúng ta còn phải trang hoàng bày biện vun đắp lại những mối quan hệ của mình. Và khoảng cách, địa lý hay bất kể một điều gì đó đâu thể nào ngăn cách chúng ta. Chỉ cần chúng ta sẵn sàng, chỉ cần chúng ta có tình yêu thương thật sự. Rõ ràng chúng ta đã vừa đi qua một năm cũ với rất nhiều bộn bề, rất nhiều lo toan, có cả mất mát và có cả bài học, có cả hân hoan và có cả muộn sầu. Nhưng chắc hẳn tất cả đều nhận ra những điều giản đơn đời thường bỗng hóa trở nên quý giá và lớn lao. Được trở về nhà gặp ba mẹ, được ra ngoài hít thở không khí trong lành, có một công việc để làm, có một ai đó để yêu thương, có một nơi để trở về, có một gia đình bình an. Tất cả đều là những điều vô giá và quý báu. Trải qua hơn 2 năm phải chiến đấu với dịch bệnh, chúng ta nhận ra ý nghĩa của cuộc sống này không nằm ở những điều to tát và lớn lao. Ngược lại, ta càng thấy biết ơn hơn, vì mỗi sớm thức dậy, ta vẫn còn đây, vẫn còn thở được này, vẫn còn có cơ hội được tận hưởng những điều nhỏ bé. Một năm vất vả, xuôi ngược, cuối cùng cũng đã khép lại bằng một kỳ nghỉ Tết. Nhưng chúng ta cũng đừng đợi đến Tết mà mới thảnh thơi, đợi đến Tết mà mới thong dong bạn nhé. Hãy dùng mọi cơ hội mà bạn có để cùng nhau nghỉ ngơi, để cùng nhau thư giãn, thanh lọc lại tâm trí, dọn dẹp lại suy nghĩ, tái tạo lại nguồn năng lượng mới, để mỗi giây, mỗi phút đều giống như là năm mới vậy. Và để cho năm mới sẽ phải khởi sắc hơn, phải tốt đẹp hơn, sẽ phải khơi dậy nhiều phẩm chất tuyệt vời hơn trong chính chúng ta. Cũng đừng chỉ biết lao vào để chuẩn bị một cái Tết thật lớn, thật hoành tráng, để rồi mệt nhoài, rồi lại sinh ra cáu gắt, cạn kiệt năng lượng, khiến cho nét mặt của chúng ta lại trở nên ưu tư, phiền muộn, để rồi cứ giữ nguyên cái bộ mặt đó mà đón một năm mới sang. Như vậy chẳng phải là lãng phí lắm sao? Đặc biệt, Tết này hạn chế mua sắm quá nhiều bạn nhé. Bởi vì mua sắm quá nhiều sẽ khiến cho chúng ta lo nghĩ quá nhiều, để rồi dễ khiến tâm bất an quá nhiều. Dẫu biết rằng ai cũng mong có một cái Tết ấm no đủ đầy, nhưng cái việc phải tiết kiệm á, chắc chắn sẽ là điều cần, nhưng chẳng dễ dàng gì. Con cái có thể cần thêm vài bộ quần áo mới,
nhà cửa cũng cần thêm vài cành hoa, cần thêm vài món đồ. Nhưng vì dịch bệnh, vì rất nhiều lý do mà năm vừa qua không phải ai cũng có một công việc, không phải ai cũng có nguồn thu nhập tốt. Nhiều người thậm chí đã mất việc, nhiều người may mắn hơn thì giữ được công việc, nhưng đồng lương và thưởng cũng không còn được như trước. Điều đó khiến nhiều gia đình càng lo lắng, càng áp lực với suy nghĩ phải cố sắm sửa, lo liệu một cái Tết để đủ đầy bằng nhà người ta. Nhưng hãy thử nghĩ xem, liệu điều đó có thật sự cần thiết hay không? Sau một năm mất mát và ảnh hưởng từ đại dịch, hãy để cho cái Tết của chính chúng ta trở nên đơn giản và nhẹ nhàng hơn. Tết chẳng nằm ở mâm cao cỗ đầy, nhà cửa đầy ắp quả bánh, hay phải cố mua được một cây đào, một cây quất thật to để nhiều lộc lá. Mà Tết nằm ở những giá trị gia đình, ở niềm vui đoàn viên và sum tụ sau một năm xa cách. Tết còn nằm ở sự bình an trong tâm hồn mỗi người. Bình an trong tâm là điều quan trọng nhất. Bởi vì khi đó, ta sẽ không chạy theo những cảnh vui, cảnh buồn ở bên ngoài. Sóng gió cuộc đời khó làm ta nghiêng ngả. Trong những ngày đầu năm mới, nhiều người thường đến chùa để cầu nguyện cho bản thân và gia đình được bình an, được hạnh phúc. Việc làm đó có thể thể hiện những ước muốn tốt đẹp, đáng khích lệ, đáng trân trọng. Nhưng cũng hãy nhớ rằng, chúng ta chẳng cần phải đến nơi nào xa xôi để cầu nguyện. Chúng ta chỉ cần dành nhiều thời gian sống với chính mình, yêu thương chính mình, nguyện cầu cho chính mình có sự vững chãi, bớt đi những sự âu lo, những sự mong cầu, biết sống mà hướng đến mọi người, thì đó chắc chắn bình an sẽ tới. Dịp Tết đến xuân về, đôi khi không có chuyện gì xảy ra, nhưng tâm chúng ta vẫn không bình an, bởi vì chúng ta còn quá nhiều ham muốn mà lại chưa đạt được. Chúng ta không hài lòng, thỏa mãn với những gì đã làm trong năm cũ, hoặc chúng ta còn giận người này, hờn người kia, ghét người nọ, hay nuối tiếc, buồn bã vì Tết năm nay không được to bằng Tết mọi năm. Hay chúng ta bứt rứt, thấp thỏm vì dịch bệnh nên không thể đi thăm họ hàng, không thể có những chuyến du xuân xa xôi. Chúng ta băn khoăn, lo lắng, sợ hãi những điều sắp xảy đến trong năm mới. Chính vì thế mà tâm chúng ta không bình an, dù chẳng có chuyện gì xấu xảy đến như rủi ro, tai nạn, bệnh tật. Cho dù chúng ta vẫn có đó sức khỏe đây, cho dù chúng ta vẫn có công việc đây, cho dù chúng ta vẫn có gia đình đây. Chính vì trong tâm ta chưa biết đủ mà khiến chúng ta sầu muộn, khổ đau, bất an, luôn cảm thấy thiếu thốn, trống rỗng và không hạnh phúc. Trong khi đó, bình an lại là nền tảng của hạnh phúc. Không bình an thì khó mà hạnh phúc. Vậy nên nếu như bạn muốn hạnh phúc, nhất định phải rèn cho tâm bình an mới được. Mà muốn tâm bình an thì phải loại bỏ bớt sự mong cầu, phải sống biết đủ, ngừng so sánh, ngừng chê bai, ngừng chỉ trích, ngừng phán xét thì mới được. Năm mới, khởi đầu mới, hãy bắt đầu mơ ước và cố gắng để có được sự bình an bạn nhé. À mà thật ra bạn cũng chẳng cần phải cố gắng quá đâu. Chỉ cần bạn dừng lại, chỉ cần bạn thư giãn là bạn đã thấy bình an xuất hiện rồi. Còn bây giờ thì hãy cười lên nào bạn ơi. Hãy chào đón xuân sang bằng một nụ cười, và vũ trụ sẽ dành tặng bạn thật nhiều điều tốt đẹp trong năm mới. Tôi cũng xin được cầu chúc cho bạn những điều tốt đẹp nhất. Tôi yêu bạn. Tôi là Tuệ An.